Ngon rồi đã. Tao nướng ra cho chúng mày ăn này. Ai thì vừa nướng ra à? Chúng mày nướng nửa kỹ. Để tao chụp hình. Ngon lắm. À mà cái này ăn đã ngon lại còn không bị béo nhỉ? Ừ. Đổ đâu nữa tao đeo. Cái tầm bước xanh đúng không chị? Tầm bước xanh rồi. Tất cả nó đi một nồi nước mà chúng ta lấy xanh đâu này. Cái gì? Mày không nhắn địa chỉ cho ông à? Con hỏi ngồi con nào? Ờ, nhà đúng cái đồ nữa. Để nhắn cho. Tầng lâu đi nữa. Địt mẹ gọi nói như thế còn địt mẹ em còn con. Tao gọi mày mấy giờ? Có chị nhắn tin nhầm cho em rồi. Tao gọi mày mấy giờ mày còn cái? Chị nhắn tin nhầm cho em rồi. Vâng, chị nhắn cái này. Tao gọi mày, tao nhiều việc, tao gọi mày, tao kêu mày. Rồi mày lại kêu là như thế? Ngon lắm hoặc ạ? À? Anh em tỉnh lại luôn này. Rồi ngon chưa? Nhưng mà rồi chị bán đây hả chị? Chị đâu bán? Ai bán? Tao mình kiếm việc. Ngon quá. Tuy nhiên Việt Nam quê. Mày kêu là ông ấy tự đi sang đấy thì mày không cần nhắn taxi đi kiểu gì? Lồn. Không cần để chửi đâu. Đi ăn hơi nhiều nha. Đậu má bia thì đéo uống, ăn hơi nhiều. Đúng sở trường của em rồi. Địt mẹ bực nữa, đói nữa. Nếu mà so ăn bực với so ăn này thì tiện hơn. Mà bắt hơn mà. Bắt hơn hả? Ừ. Cái này ngon mà không béo này. Bia mẹ uống mẹ, bia ngon nhìn. Đâu? Bác sĩ Hoàng làm lo đi nào. Ô uống kia à? Chú lên máy bay đá rồi chơi. Ê! Ủa ngoài chứ làm về ngoài đó. Bữa nay chú. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Ngủ lại mà có không? Vô chạy. Chạy rồi làm hả? Ờ, đúng rồi, ngủ lại chứ. Ôi, em thấy có nhiều quần áo, may quá. Hôm nay trên xe em buồn rất là buồn. Nói như là làm có một quần áo. Mai anh rồi. Xin chào Tâm Linh Đào Di. Bà em định gọi chị nhưng mà bà em ăn mặc. Em nói chuyện với chị cái rồi. Bà đang comment. Đó đây tôm, tôm nướng này. Đó đây tôm một nắng này. Bảo tao không thể còn nhiều người body đẹp. Ăn tôm thì body quá đẹp rồi thì đó. Đẹp. Một đảo quá. Cái này là Huỳnh Nhân Việt mua Huỳnh Nhân Việt. Xong mà định đưa, định đem hốc mà nó mang ra để nó biếu đấy. Hôm lúc về đấy. Nó bảo mà sau đó là chị đem về nhà để tôm nó để rồi mới nướng. Em lại tưởng tôm khô là cái con tôm kiểu như tôm nõn. Đây là tôm đất. Tôm chảy một trắng. Không phải dương em cho cái con tôm khô ấy, tưởng là tôm ấy hoặc là tôm này ngon này. Con lồn bảy bọng đấy, địt mày phải đánh nhá. Uống một lời đi chứ. Đi tìm em. Dạ. Rồi. Ông Chí ông ở Bến Tre, không biết ông lên chưa, ông biết.
Uống hết đi, cho uống hết một ly cho chừa thấy đi. Con lồn nữa. Em không, chị gọi nó, chị kêu là em đã tưởng là anh, em gọi cho anh xuống luôn. Em không nghĩ là anh cũ kia, em không nghĩ là anh cũ kia luôn đấy. Châm lại cái gì? Địt mẹ tao gọi cho tao nói rõ ràng là em gọi cho anh Vũ ở tầng 20, tí nữa 7:30 xuống cùng nhau đi đến chỗ quán Nguyên, bởi vì ông ấy không biết quán này. Vậy mà đấy, con đi đấy. Chào Đạt Nguyễn, chị em bạn gì lại hội tụ Sài Gòn em à? Chị em già Sài Gòn à? Hội họp này gì à? Đạt ơi, em đang bú cu lốt đêm nay à Đạt? Bú cu em ạ, à, con cu bị sốt. Đó, món này cho hình như nhân Việt cực ngon. Để tao nhập về tao bán cho chúng mày nha. Kiếm 50 một cân. Vô nào. Nó bảo là không ạ, nay nó làm đĩa top mỡ dưa chua cốc bia. Bọn tao đang ngồi ở đây đây. Thằng Ân nó chết đâu rồi? Đâu hơn? Vui hay không? Mình uống á. Nói chung là tôm sẻ một nắng hương mướt. Gọi anh Hà đấy nhỉ? Anh Hà nhắn tin mình này để mình gọi cho anh biết là chúng mình có nhậu với nhau. Đấy, về Sài Gòn là đi lo công việc xong đi nhậu liền mấy mẹ. Anh ơi, bọn em chào anh nhá, bọn em đây. Anh ơi, con đĩ này nó về, nó cắt miếng mật gấu ra rồi. À, nó cắt một miếng cái gì đấy anh cho em nhỉ? Anh nó cắt một miếng cao hổ, đéo hiểu đúng là một con cặc gì. Đấy, bọn em đây. Em giới thiệu anh đây là con BD 7 bóng. Con BD xi măng á. Vũ ơi. Em chào anh. Em vừa phát hiện ra một này ngon lắm anh ơi. Đây là một tôm. Tôm một tảng. Ok anh, bảo em nhậu nhá. Cảm ơn anh ra nhiều. Vâng, bảo em uống đây. Ok anh. Đây là anh Vũ, anh của chị. Người đàn ông cô đơn trên sofa. Người đàn ông ở tầng 20. Đây BD 7 bóng anh biết rồi. Đây nam dâu. Khi nào anh thấy mình già quá, xấu quá, gặp bác sĩ căng chỉ. Anh tao mang rất buồn vì không người nhậu. Go nào. Nào Blin nào. Anh đi đâu đến đây đây. Hóa ra là em gọi nó, em kêu nó gọi anh. Con đi này. Nó gọi con đi này, con đi cũng tên Vũ. Con đi BD mà, BD nửa mùa quên. Nó gọi em liên tục, không một tí lại gọi. Em bảo nó rõ ràng là mày gọi anh Vũ béo ở tầng 20. Đấy, nhìn miền Tây nhiều món ngon quá. Nếu mà người ấy bảo chị mà báo đặt cho ông màu này. Em kế hoạch ở Đà Lạt hay bay về. Đà Lạt hay bay về thì gửi ra được. Anh mới yêu về đấy Vũ. Ở nhà đi đâu đâu. Trời thần ơi. Cái thằng lồn này này. Đi về. Hẹn 7 rưỡi mà. Để em kể nghe. Em hẹn 7 rưỡi. Thì em về đúng 7:24. Em bảo là anh Vũ đâu. Nó kêu
anh Vũ tự chạy xe ra đó rồi. Đi mẹ biển. Anh cầm tàu đó là Vũ này lúc này. À, anh mình ăn cái này đi. Ngon lắm. Tôi một nắng rất ngon. Trời thần tiên địa con rồi. Nếu như mà anh không có em là em cứ mặc định là anh đi chơi gái qua đây đấy. Sáng mai tí mà bọn em đi Đà Lạt chơi. Bạn trai không ý tao đang trình bày với gái mà cái con này chị em đâu chị ơi ôi giời ơi thế mà ông nói chiều đấy qua qua bún đầu lấy cái kia em bảo Dung nhá. Ok chị, để cho bà lái xe đi. Để cho bà lái xe đi, chặn Thủ Đức đường đông. Nói Việt Nam đá gì đây? Coi đá banh để coi nào, khu vực dâm hóa. Khu vực mệt em ạ. Khu vực gặp đạp nhá. Dô nào có một cái hết nào. Hai, ba, dô. Về Sài Gòn nhậu liền với mẹ ơi. Hôm nay bà em đi ăn, đi ăn uống thân mật. Nhưng mà đây người anh của chúng ta kêu rằng là tại sao lại không uống. Em ta thật thiếu thôi uống thôi chứ sao giờ. Đó đây, mời các mày. Trước chị biến họ thầy á chị. Nói vô, em chào chị ạ, à, em vô nước. Trời, bữa nay mày xong mình rồi. Quen em, mặt của em, mặt kiểu là mặt như chị can em nhá, sống sai chồng. Trời ơi, lấy mày khen là thước to. Nói chung ấy là mày có chồng thì bọn tao cũng mừng. Nhưng mà mấy cái loại chồng trên mạng chưa gặp mặt mà đã để avatar nhau rồi. Và đã mặc định rằng là em thủy chung son sắc rồi, rót bia đi. Đây là Kiệt. Đây là bé Kiệt bảy Kiệt liệt nữ. Ồ má vô mà. Anh mà còn hơi ngạt nhưng mà cũng rất là thủy chung. Anh yêu hai chục anh mặc thủy chung với 20 người. Ồ mà. Anh chưa từng bỏ anh nào cả, không mất một người yêu nào. Em ơi cho một đĩa rau luộc nữa em. Một đĩa rau luộc. Nhưng mà đĩa đấy. Em đĩa rau luộc đấy. Tao đâu thấy gì đâu. Trời đầu má bộ móng à. Búp sen nha. Ờ búp sen. Anh chị chưa có vợ kìa. Anh có cảm thấy này có tướng phu thê nha. Ờ tướng phu thê thật sự luôn. Anh chắc chắn top man rồi. Anh nghĩ là về mối quan hệ đồng tính kia rồi kìa. Anh còn sợ chết con mẹ em luôn. Gặp mẹ yêu gặp chứ không đi nha chị nha. Ờ không đi máy bay nha. Trời ơi đi Nga kìa. Nam ơi mẹ ấy sinh lồn từ ngày tao biết mày đến giờ là sao trời. Trời ơi. U là trời. Sao đó mẹ? Người ta làm cái đồ bà làm kỳ lắm kia. Người ta làm mặc đồ đẹp lắm. Trời ơi trời, không nhận bữa nay người ta dán quá trời. Đủ em đủ à.
không có cầu xuống. Nào vơ xuống nhặt nào, nhặt nào. Không đúng rồi, nhặt không đúng rồi. Nên hiểu cách cách đi. Cách cách, hiểu cách cách cơ mà. Đây này Huỳnh Nhân Việt ơi, bọn tao mày nướng tôm mày mày biếu chị ăn này. Chị ăn. Đáng nhẽ là có em hôm nay thì phải vui hết sảy cơ mà bầy. Hello anh mình. Anh ơi mày đến quán anh cho mày mang phần tôm mình nướng anh cho nào. Đó. À, này của mình luôn phải không? Vâng, anh mang đến anh định phụ thu bao nhiêu ạ? Em lấy cho anh 10 ký cái order đầu tiên để anh bán cho khách coi. Trời ơi. Hay quá mình rồi. Ngon mà. Ngon rồi, em mới bất ngờ ấy. Ngon lắm. Thì mai giao cho anh nha. Để tí em bảo nó giao. Anh ơi, anh lại cười rớt rồi. Anh lại cười rớt anh. Em vừa nghe rồi anh. Ê, chị rõ ràng em lấy chồng ở Nga mà. Em muốn uống bia là vậy, em uống bia. Em mắc cái bệnh lứng lờ mong manh rồi đó. Người ta nói phải sống với chị là có lý do hết. Con người bị thủy chung như các em nha. Bọn em không được giống cái nết chửi bậy như chị, nhưng phải giống cái nết thủy chung nha. Như Nam Dâu ấy, lồn để công 7 năm rồi. Uống cái gì đấy vô vô. Uống hết đây nào. Cái gì? Em đang định live stream em tìm cái app. Em live stream để quảng cáo cho tôi. Mẹ đợi kiếm được cái app xong hết tôi mẹ rồi. Điệp mẹ. Điệp. Đây con lồn. Đây vẫn còn. Vấn đề. Anh không biết đâu, tẩu sư chiều nó về. Nó ăn bát bún riêu nhà em. Nó tìm cái app chỉnh mặt cho đẹp. Điệp mẹ, em ăn xong bát bún riêu rồi. Em ơi, bây giờ tôm hết rồi, chán giao cho luôn cho anh 10 ký đi, để bây giờ anh bán ở đây nửa ký. Trời ơi. Anh kinh doanh như luôn á hả? Anh kinh doanh như luôn á hả? Ồ, thấy hợp lý không? Lên đi, con này nè, coi lại nha, bà nội. Số người nó đi vậy là sao nữa? Má ơi. Hoài luôn. Cắt clip lại nha. Sugar Daddy là tuần trước, nhưng mà mới yêu thằng bên Nga 3 ngày. Thì tao vẫn được tính rằng là thủy chung. Đúng không em mình? Sáng mai mời tao ăn sáng nha, đủ mà. Ở bữa em bắt cười con đạt không? Em bắt cười cô giáo đạt lộn mèo xong mới ra tới em luôn. Nhân quả nhãn tiền. Thằng đạt không có ở đây buồn ghê. Hoàng ơi em lấy cái menu em gọi món gì em gọi đi. Không em ăn rồi. Bác ăn đi, bác ăn. Bác ăn đi, em ăn rồi. Để em. Cho bạn đi, bà đi. Nãy sao bạn mặc quần áo vậy? Trong một cách cũng phụ nữ đã có gia đình. Cái gì? Sao? Là một cách cũng phụ nữ đã có gia đình. Ô vậy sao? Nhân cưới có chưa em? Đây là cái loại mà gọi là gì? Ảo tưởng thủ dâm. Nó mới chỉ có ad Facebook thôi. Nó thay hình avatar chồng đít ở đấy thôi mà cũng nghĩ rằng nó đã lấy mình rồi. Mấy con ngu này. Cho Hoàng ơi, cho em ấy, cho em đổ quay Hoàng vô. Cho mọi người ơi. Em nhanh cho luôn trước mày này. Mày mê bác sĩ Hoàng đúng không? Nói em một câu, trả lời cho. Em đổ quay thôi. Cho nó bia máy đây. Cho anh Bụng. Hôm nay là anh đây mọi người. Có ai đổ ở đây không? Có ai làm gì đổ? Anh có đổ bây giờ trận không? Không ngồi đá bóng các bạn. Không ngồi đá bóng không? Bóng quá. Bóng quá. Em ơi, ok quá kìa. Ngon kìa, ngon kìa, gu kìa, gu kìa. Em ơi, chụp đi em ơi. Ai chụp đi không? Cái đen ngon, cái đen giòn. Em đi xe, em chạy xe đó, em gặp ai, em bấm cửa kính xuống ai chụp đi không? Hồi đó ông nhận tôi đi xuống cái cầm vào chơi á. Bà kia xuống. Em chưa bao giờ không em. Ai chưa bao giờ không gì? Ai chưa bao giờ không? Y chang con rời phế xì. Đi đâu cũng ai chưa bao giờ không má mày thiên địa. Mày ơi.
đang tìm cái app để live stream ăn ăn tôm. Vẫn chưa có cái app nào à? Có rồi, chỉ có rồi. Không chào nào lớn đâu. Giải áp là cái câu chuyện là giải thôi. Nó đâu có nhà. anh tóc vàng nhậu từ Hà Nội đến Sài Gòn, team 4 người này nhậu từ Hà Nội vào Sài Gòn. Chưa đâu, mai còn ra Đà Lạt. Sáng mai nhậu tại Đà Lạt. Đâu ai hỏi em đấy. Anh Tuấn Chu Lê. Chào bạn, anh Tuấn Chu Lê, bạn có đẹp trai không chị? Bạn đẹp trai, bóng đây bóng kia à? Bóng kia bốn tầm à? Bốn tầm à? Thế thôi bỏ qua. Chào em. Anh là bóng top. Dành dầm quá, sexy quá. Hoàng đang cô đơn. Bởi vì Hoàng không có cạ đụ tối nay nên là Hoàng tí bay về Sài Gòn Hà Nội. Thật sự luôn, thằng Nam dâu nó rất mất dạy. Sao chị ơi, tao livestream chị đẹp thế. Chị em chơi trong nhà mà thằng Nam dâu. Livestream chị xuất sắc. Đợi đến khi thằng Hoàng nó đặt vé máy bay bay về chuyến 12 giờ đêm này, nó mới kêu là em đổi vé đi, anh gọi trai đụng cho em đêm nay, trai đẹp lắm. Bạn bè đầu để sắp xếp nhưng muộn rồi, đặt mày máy bay xong rồi. Hà Duy Sài Gòn sướng thế. Đi Đà Lạt không anh? Không phải Đà Lạt đi, ngày mai em đi Đà Lạt rồi. Mai 10 giờ chúng mình gặp nhau ở Đà Lạt, ăn từ lầu. Hẹn gặp anh ở Đà Lạt ngày mai. Cái hội này từ ngoài Hà Nội nhậu mà mấy cái quán ở ngoài Hà Nội là hôm qua 18 chai. Bạn là chai rượu anh ạ, không phải chai bia. Mỗi đứa mà là mỗi chai 500ml ạ. Mà chỉ có khoảng 11-12 đứa. Vãi trưởng. Thế là chị quên mất bữa trưa rồi, chắc là mình uống bữa trưa thôi. Ờ, uống bữa trưa. Bữa trưa từ 11 giờ đến 3 rưỡi mới về. Đúng rồi, các bạn đây tôm khô một lớn của bạn. Xong rồi 3 rưỡi về chị Trang lên ngủ, chị Trang bảo ngủ 30 phút. Chị Trang ngủ đến 6 giờ kém 10 em mới đứng lên lên đường. Chị chuẩn bị xong rồi. Đứng lên nhiều tiếng. Từ 12 rưỡi. Bớt từ 12 rưỡi luôn. Thế sao rồi? Bớt tối em mặc bởi chị. Đi quay Trang em mặc, em biết em mặc bởi chị. Trời ơi mở này em cũng phải tức thụ mới có chị. Đúng rồi. Mặc mà, không phải mặc. Em nói cho chị nghe, Vũ mày quay này cho đi qua 4.000 mà chưa chắc đã đi với em, đúng không? Em vẫn có. Ừ đấy. Mấy công ăn đấy chứ. Đấy. Vậy anh đi. Bây giờ ăn cơm. Bây giờ em biết em mặc cho nên là bây giờ em không ăn cái đồ kia em làm cơm. Tại cho anh mà có cái cơm thì ngon như mình. Nãy giờ em dùng tấm mạng cho em giữ lại. Em không giữ lại cho tôi chứ có gì. Nó chứ không bóng rồi. Đây, bây giờ không ai bóng nha. Rồi, bây giờ quạo đó. Quên mẹ rồi, mai hỏi. Rồi đi uống cái nào. Qua bên nhà bà Trang Trà, tiến công này mua. Vô. Vô. Bác sĩ Hoàng rót bia vào coi nào. Anh Vũ biết làm sao mà đi nhậu về quay live stream không? Chồng đi bên Nga. Xoái Nga. Chồng đi xoái Hà Nội. Ế sinh lồn. Ế sinh lồn. Bia. Ế sinh lồn. Địp mẹ cũng chỉ vì live stream này có chồng rồi đấy. Em ơi em. Em ơi đấy em rất là bình thường. Anh là nhờ live stream của chị Trang có một anh từ Việt Đức bay về cơ. Cá sĩ hải ngoại đấy. Không được ngồi đâu. Sấp quá. Em nhiều live stream Trang hay bánh ca sĩ hải ngoại Việt Đức này. Bây giờ đấy là sao anh? Em mà lấy chung rồi. Em có mười mấy năm em cũng lại đầy nọ với mà bán không ngày mai nếu ai yêu thì anh mình ấy xinh dài không người yêu chán quá. Anh đi chạy thể dục đi cho xả giảm mỡ bụng đi.
anh mình rất đẹp trai nhưng bụng hơi to. Ừ, anh đẹp trai, mà đẹp trai rồi. Mét 8 mấy đấy? Đẹp trai. Tao cũng nghĩ thế. Ông kén không? Ông kén quá không? Ấy quá làm đéo gì giờ? Anh nghĩ nào về người phụ nữ không kén sen? Hay là dịu dàng đó. Người em gái không kén sen. Tay cầm này thế nào? Đây tay cầm nè. Ngon nành luôn. Đây để quảng cáo cho bay này má. Bà nội. Không em à? Tao con. Rồi cắt. Rồi cho em xin 5 giây quảng cáo. Vô lai bay trang hàng nha mọi người. Điếc quá bao nhiêu. Ôi đẹp trai Trung Đông, Trung Đông. Hello, very handsome. Very handsome. Cái gì? À. Lúc mẹ cổ bên Dubai em nói tiếng Anh mà ba em đó. What? Ê thì Kiệt ơi, tao nhìn cái mày ấy, mày để tóc dài ấy, tao nghĩ sẽ giống Super Black. Em có tóc bụng bê đâu chị. Mặt to đặc bên này bụng bê. Em làm một vài Super Black đi. Mà còn mang mấy đứa trai càng là idol của tôi đó má. Trời ơi. Idol không vô like đi chạy. Đó nè, đó, không bán cái đi. Con ngoan muốn đậu à? Mấy cái này em có thể xin. Có qua muốn đậu không? Có qua muốn đậu không? Chưa má, chưa rồi rồi cắt cho 3 giây thôi. Rồi em cứ xem nè mọi người, chẳng chẳng hết mọi người. Hai vợ chồng bán em có thanh mọi người. Xem mà mày đi, mày bị tôi quá. Thôi mới về đây á. Chồng em nhắn tin bảo là gì? Em ơi phải con cu anh xem. Ê coi thằng Ân đến đâu rồi? Để em gọi. Để em ấy nha. Tắt máy hết tin rồi.